Mới đây, Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương từ nay tới trước ngày 25 tháng 6 khẩn trương rà soát, kiểm tra mọi điều kiện tổ chức kỳ thi. Ban chỉ đạo thi thành phố sẽ kiểm tra đột xuất các điểm thi với 12 tổ kiểm tra của thành phố để kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn. Năm nay, có hơn 108.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hà Nội đã bố trí hơn 4.500 phòng thi tại 196 điểm thi, điều động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa kể lực lượng an ninh, thanh tra. Các quận, huyện, thị xã đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, dành ưu tiên cao nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức kỳ thi, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh. 100% các điểm thi đều được lắp hệ thống camera an ninh giám sát hoạt động 24 giờ một ngày tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, có phương án bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài các điểm thi. Đối với Bộ Giáo dục ra đề này, chất lượng tuyệt đối an toàn. Còn đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố là tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi trên địa bàn với có một cái từ khóa là tuyệt đối an toàn. Đối với Hà Nội, cái công tác chấm thi càng đặc biệt quan trọng. Chấm thi kể cả trách nhiệm, kể cả tự luận, thì các đồng chí đảm bảo tổ chức một kỳ thi, tổ chức chấm thi làm sao khoa học, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo đúng quy trình, hai vòng độc lập, dọc phách và bảo quản đề thi và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi nhấn mạnh thêm nội dung này thôi, còn từ trước đến nay là Hà Nội đảm bảo cái tiến độ theo đúng cái thời điểm công bố điểm của Bộ. Các bộ chấm thi thì cái điều hành của các đồng chí chủ tịch hội đồng, các đồng chí trưởng các bộ môn là phải hết sức là khoa học. Cái này là các nhiều tỉnh thành phải học tập mà thành phố Hà Nội thôi. Ở đây thì chúng tôi cũng tập trung vào các nội dung. Một là đối với công tác an ninh trật tự thì công an quận cũng đã xây dựng phương án để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tại 4 điểm thi trên địa bàn để đảm bảo về an ninh trật tự trong toàn bộ quá trình thi. Ngoài ra thì quận cũng quan tâm về vấn đề đảm bảo về an toàn giao thông, phân luồng giao thông từ xa để các điểm thi không bị ùn tắc, để giúp cho các cái thí sinh khi đến các phòng thi đảm bảo đúng giờ và không bị ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi. Hà Nội cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng để thuận tiện trong việc giám sát, tập huấn cho cán bộ coi thi về việc thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao, kiểm tra các điểm thi, điểm chấm thi, tổ chức học tập quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc cho các thí sinh này.